Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ý Vé Đẹp và Lời Vé Mạnh do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Vision thực hiện với sự đồng hành của thương hiệu Vina Escoop, và các cặp đôi sẽ đến đây để chinh phục giải thưởng 11 triệu đồng. Họ sẽ trải qua những câu hỏi trắc nghiệm, họ sẽ trải qua những bài thi về tâm lý để có thể tìm hiểu về nhau, hiểu nhau nhiều hơn, chắc chắn sẽ yêu nhau nhiều hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón hai đội chơi. Đội đầu tiên là đội của bạn Phan Như Quỳnh Anh và Nguyễn Thị Vân Anh. Xin mời. Và tiếp theo chúng ta hãy cùng chào đón đội của bạn Nguyễn Thanh Vương và Nguyễn Thị Ngọc Chi. Xin mời. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen nhau. Xin mời các bạn tự giới thiệu đôi nét về đội của mình. Xin mời. Alo. Cặp đôi Song Song Anh xin kính chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Vân Anh, hiện năm nay 23 tuổi, là sinh viên năm thứ 5 của trường đại học kiến trúc. Cảm ơn. Còn đây là bạn trai của mình. Chào quý vị khán giả, mình là Phan Như Quỳnh Anh, năm nay mình 27 tuổi, sở thích của mình là đi du lịch và câu cá. Và bây giờ chúng ta đến với cặp đôi thứ hai, xin mời các bạn tự giới thiệu. Chào quý vị khán giả và chào anh Trấn Thành, mình tên là Nguyễn Thanh Vương, năm nay mình 25 tuổi, hiện tại đang công tác tại công ty phần mềm, và đây là bạn gái mình Ngọc Chi. Dạ, chào anh Trấn Thành và quý vị khán giả đang tham gia chương trình này. Để thấy đẹp là thế mạnh. Hiện tại mình năm nay 24 tuổi, hiện đang làm việc tại công ty bưu chính viễn thông. Hôm nay mình rất vui được tham gia chương trình Ý Thế Đẹp Là Thế Mạnh. Hy vọng quý vị khán giả ủng hộ cho đội mình và đội bạn. Cảm ơn. Cho anh biết là Chi hiện nay là trong cuộc sống Chi thích nhất là điều gì? Dạ, em hiện giờ là em thích đi chơi cùng bạn trai mình và gặp gỡ bạn bè cuối tuần. Rồi vậy đó hả? Dạ. Dễ thương vậy ta. Còn Vương, bạn làm cho công ty phần mềm, bạn thấy phần nào mềm nhất? Phần mềm là chỉ nói về cái software thôi chứ không phải là cái phần nào nó mềm. Không thì tôi đùa với bạn thôi. Bạn thấy là bạn có hợp với công việc đó không? Dạ, mình cũng hợp với công việc đó. Bạn có thích nó không? Dạ, thích. Và bây giờ thì Thành hy vọng là các bạn sẽ thật là bình tĩnh để chúng ta đến với vòng thi đầu tiên của chương trình. Vòng thi có tên gọi Chân Dung. Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với Ý Phái Đẹp Lời Phái Mạnh, vòng thi Chân Dung. Ở vòng thi này thì các đội của chúng ta sẽ tham gia trả lời 5 câu hỏi nhanh và hình thức trả lời là bằng vợt. Các bạn sẽ giơ lên tấm bảng màu xanh là tượng trưng cho nam và tấm bảng màu hồng là tượng trưng cho nữ. Và các bạn sẽ nhớ lại những sở thích, những cái thói quen cá nhân để có thể trả lời những câu hỏi này. Cứ mỗi một câu trúng thì các bạn sẽ được 5 điểm. Nhưng mà nếu như sai vì hai bạn không trùng khớp với nhau thì chúng ta sẽ không có điểm ở vòng này. Và tổng số điểm ở vòng thi đầu tiên là 25 điểm. Chúng ta sẽ đến với phần thi của đội bạn Chi và Vương đầu tiên. Xin mời các bạn vào ô cửa. Chúng ta bắt đầu với câu hỏi đầu tiên. Trong hai bạn, ai là người hay xài giờ giây thông hơn? Bắt đầu. Trùng khớp. Em thường xài cái giờ dây thun nó như thế nào, em có thể diễn tả rõ hơn về điều này không? Dạ, thường thường thì bạn trai em thì qua đúng giờ mà em thì sửa soạn lâu hơn. Dạ đúng rồi. Thay bộ này không vừa ý, phải thay bộ khác không vừa ý mới đi. Đó là bệnh kinh niên của phụ nữ rồi, không thể điều trị được bệnh này đâu. Ta đến với câu hỏi số 2. Ai là người luôn hoài thắng trong mọi cuộc tranh luận? Bắt đầu. Không trùng khớp. Uống sao vậy ta? Vậy bây giờ hai người ai cũng giành, nên là bạn này là giành nam, em là giành nữ nè. Bây giờ sao? Để giải quyết vụ này đi. Bình thường á thì mình đếm số lần á thì mình thắng nhiều hơn. À, chắc là bạn nó đếm không có mỗi lần giận không có đếm cho nên. Vì sao em? Dạ. Thường thật ra là Vương là thắng nhiều hơn, nhưng mà trong lòng em lúc nào cũng bị thắng hơn. À, có nghĩa là trong lòng em lúc nào cũng phải là tôi là người thắng, mặc dù đã chịu thua rồi. Đúng rồi. Mà tôi vẫn phải thắng. À, bây giờ là hiểu nghĩa là tâm á, lòng phục á, miệng nói phục nhưng mà lòng lại không phục. Đúng rồi. Lần sau em phải làm cho là bạn ấy tâm phục khẩu phục. Đến với câu số 3. Ai là người tặng quà độc đáo hơn? Bắt đầu. Nhanh. Trung khớp. Em đã tặng món quà nào độc đáo nè? Dạ,
cái đầu tiên là thiệp em tự tay làm. Bạn gái em thì thường tặng những món quà tự làm thì thấy rất rất là công phu và tốn thời gian á. Mà món nào độc đáo nhất? Thường là làm thiệp hoặc là làm những cái thiệp mà nhìn nó vui vẻ một xíu, thường là vậy. Và đến với câu hỏi tiếp theo nha. Ai là người công bằng hơn? Nhanh. Không trùng khớp. Em thấy bạn trai em không công bằng chỗ nào? Dạ, nhiều khi em thấy em đúng mà bạn trai lúc nào cũng phải là anh đúng, cái là anh phải chải thắng em mới được. Đó, như vậy là chúng ta phải về xem lại cái chuyện công bằng nha, phải xem lại rất là kỹ chuyện này cả trong công việc lẫn tình yêu nha. Và câu cuối cùng, ai là người lười tập thể dục hơn? Trùng khớp. Nhìn thân hình có thể đoán ra câu trả lời. Yeah. Bạn Vương có bao giờ bạn chịu khó lê gót tới phòng tập thể dục không? Tại vì thời gian cái công việc mình á, nó không có đủ thời gian mình tập thể dục. Mình ngồi trong phòng nhiều thì sẽ mập, nhưng mà mình quan niệm là mập vẫn đẹp. Đàn ông mập đâu có sao đâu. Dạ, đúng rồi, cao sang lùn uy phái, mập đẹp và ốm dễ thương. Đúng rồi, mập nhưng mà vẫn tấp nập người theo. Hy vọng là bạn mặc thêm cỡ 1 kg nữa cho nó đẹp theo ý bạn muốn. Và xin mời đội tiếp theo, Song Anh, xin mời. Ta đến với câu hỏi số 1. Ai là người hay quên những ngày kỷ niệm quan trọng? Trùng khớp. Hãy thú tội đi bạn Huỳnh Anh, bạn đã quên những ngày trọng đại nào? Ví dụ như là ngày kỷ niệm, ngày đi chơi, khi được gặp đầu tiên hay đại khái gì đó. Nhiều khi do việc nhiều quá mình cũng quên. Sao vậy? 100 ngày cũng quên, kỷ niệm 100 ngày yêu nhau cũng trời quên. Trời ơi, gì kỳ vậy? Ủa, tôi nhớ kỷ niệm thí dụ như là gì mà 100 ngày giống như đại cái gì nghe ghê, cái ghê quá vậy. Em đại 100 ngày. Tình yêu nó khác mà anh. Còn tình yêu nó khác hả? Dạ. Trời ơi, anh thấy cái vụ mà đại 100 ngày này nó ngộ quá. Đáng nhớ nha em, cố gắng nha. Phải chiều bạn gái mình thôi, phụ nữ là trên hết. Câu số 2. Nếu cả hai làm công việc bán hàng, bạn nghĩ ai sẽ thu hút nhiều người mua hơn? Không trùng khớp. Sao vậy ta? Thì bạn gái dễ thương, ăn nói lưu loát vậy. Cũng đúng. Thế tại sao bạn nghĩ là bạn Huỳnh Anh lại là người được nhiều người thu hút hơn? Tại vì em cũng nghĩ ngược lại là ảnh là con trai nên sẽ thu hút thái nữ hơn. Thì trái giống hút nhau mà thì sẽ thu hút khách hàng nữ về cho em để em bán hàng. À vậy hả? Dạ. À, chỉ biết là dùng Mỹ Nam để mà kinh doanh. À, Mỹ Nam để kinh doanh hả? Trời hay quá vậy ta, trời ơi dễ thương thiệt á. Mà công nhận là hai em là có nhìn lực hút ngang nhau. Thành thử ra là trật. Câu số 3. Ai là người quyến rũ hơn trong mắt của người khác phái? Trùng khớp. Ở câu này chắc là Vân Anh đánh giá đúng về nhan sắc của mình ha. Dạ. Câu số 4. Khi đói, ai là người xấu tính hơn? Không trùng khớp. Tại sao em nghĩ em xấu tính hơn khi đói Vân Anh? Tại vì lúc đói rồi lại không còn nghĩ gì đến chuyện khác ngoài chỗ ăn hết anh. Là phải xấu tính thì làm bất cứ mọi thủ đoạn để được ăn cái đó rồi tính tới. Cảm ơn các bạn. Câu số 5. Ai là người giỏi chiều chuộng trẻ con hơn? Không trùng khớp. Sao vậy? Em nghe nhầm hay là giỏi chiều chuộng ai khác phái hơn á? Thì em biết đâu là câu đó chứ trẻ con thì đương nhiên là em rồi. À vậy hả? Dạ. À, em nghe lộn hả? À. Nghe lộn. Và xin mời cặp Song Anh về chỗ. Quý vị và các bạn đang đến kết thúc vòng thi đầu tiên. Hiện nay đội của hai bạn Chi và Vương là 15 điểm. Và đội của hai bạn Song Anh là 10 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng thi thứ hai, vòng thi có tên gọi